là một dòng loa JD hàng bãi các bác nhá, PL10+, dòng loa được sử dụng bass 25. Đấy, dòng loa này là dòng loa của Tây Ban Nha, thương hiệu Tây Ban Nha các bác nhá, một dòng nổi tiếng để các bác sử dụng hát karaoke, nghe nhạc gia đình. Vâng, đối với những cặp loa này giá là 7 triệu đồng giá tại cửa hàng, đối với những cặp loa tuyển chọn zin đét các bác nhá. Vâng, được các bác đặt rất là nhiều, vâng, 3 cặp trong ngày hôm nay. Đấy, tối ngày hôm qua là hai bác khách đã chốt và đặt, thì khi em đã lên sóng các bác đặt thêm một cặp nữa. Nói chung là các bác cứ nghĩ là dòng này em hết, nhưng thực sự là kho em vẫn có hàng. Các bác biết nhiều bác nghĩ là không còn, các bác thấy em lên sóng là các bác đã chốt và đặt 3 đôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Những cặp loa này phải nói là tuyệt vời hay trong tầm tiền, với cái giá là 7 triệu giá tại cửa hàng. Một dòng loa full bass 25, thương hiệu rất là đẳng cấp, hàng VIP các bác nhá, Tây Ban Nha, JD. Vâng, một dòng loa JD nói cực kỳ là ưng ý với lô sản phẩm và chất lượng của sản phẩm, được các bác trên mọi miền đặt hàng bên em. Ấn tượng hơn nữa là những cặp loa BMP, loa full cũng được các bác ủng hộ rất là nhiều. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em. Ở bên ngoài là bác khách đến từ Hà Nội. Vâng, bác từ Gia Lâm ạ. Vâng, bác Gia Lâm đang sắm cho mình những cặp loa. Bác nhu cầu là lấy cặp loa full của BB2010. Đấy, em để bên ngoài kia, ngoài kho kia, chốc lỡ sẽ test thử cho bác. Còn những cặp loa này là em sẽ chuyển về Thái Bình, Nam Định và Hạ Long, Quảng Linh, khu vực Quảng Linh các bác nhé. Vâng, cảm ơn các bác rất nhiều.